Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân đã thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe và chia sẻ lời Chúa. Ngày Chúa Nhật đầu tháng 9, mùng 1 tháng 9 năm 2024, cũng là Chúa Nhật thứ 22, mùa thường niên. Trước tiên chúng ta ôn lại tin mừng của ngày thứ bảy Đức Giêsu kể dụ ngôn những nén bạc thiên chúa giao cho mỗi người người thì năm nén người thì hai nén người thì một nén và điều chúa muốn là chúng ta hãy sinh lợi những nén bạc chúa đã giao cho và nếu chúa ban ơn cho chúng ta mà chúng ta không sinh lợi đấy thì chúa sẽ lấy đi ví dụ chúa ban cho chúng ta sức khỏe để cho chúng ta giúp đỡ người này giúp đỡ người khác mà rồi chúng ta không những là không giúp người ta mà chúng ta còn ăn chơi chẳng hạn rồi chúa cũng sẽ lấy đi chúa bàn cho chúng ta tiền bạc để cho chúng ta giúp đỡ người nghèo khó mà chúng ta cũng không biết giúp đỡ rồi chúa cũng sẽ lấy đi vấn đề sáng hôm nay khi dâng lễ cho quý sơ thì con cũng chia sẻ ngoài những cái nén bạc cụ thể mà chúng ta thấy thì có ba cái nén bạc mà tất cả chúng ta đều có chúng ta cũng cần phải sinh lợi nén bạc thứ nhất đó là, là nén bạc đức tin Chúng ta hãy làm cho nhiều người được biết Chúa. Nên bạc đức tin. Chúng ta biết Chúa thì cũng hãy làm cho nhiều người biết Chúa. Nên bạc thứ hai là nên bạc lời Chúa. Ngày nào chúng ta cũng được lắng nghe lời Chúa. Thì xin cho chúng ta cũng biết nói lời Chúa cho người khác. Và nên bạc thứ ba là nên bạc người nghèo. Chính người nghèo lại là cơ hội để cho chúng ta sinh lợi, sinh ích cho linh hồn của chúng ta khi chúng ta chia cơm xẻ áo, chia sẻ điều này điều kia cho những người nghèo khó là chúng ta đang là được sinh lợi nén bạc Chúa ban cho chúng ta. Nén bạc thứ ba là nén bạc người nghèo. Giờ đây chúng ta lắng nghe tin mừng của ngày Chủ nhật, tin mừng Marco chương 7, câu 1 đến câu 8a, câu 14 đến câu 15, câu 21 đến câu 23. Các ông bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, khi ấy, có những người pha ri siêu và một số kinh sư họp quanh Đức Giê-xu. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người pha ri siêu cũng như mọi người do thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận, thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người pha và các kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaiah đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng còn lòng chúng thì lại xa ta chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phạm nhân các ông gạt bỏ điều răn của thiên chúa mà duy trì truyền thống của người phạm sau đó Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo, xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ, không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế, vì từ bên trong từ lòng người phát xuất những ý định xấu tà dâm trộm cắp giết người ngoại tình tham lam độc ác xào trá trắc táng ganh tị phỉ báng kiêu ngạo ngông cuồng Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho người ta ra ổ ế. Đó là lời Chúa. Kính thưa Cộng đoàn, bài tin mừng ngày uh, Chúa Nhật là uh, mùng 1 tháng 9 này tiếp tục chủ đề về đạo đức giả. À, con lại nhớ rằng là cái thuở mà con còn là là thầy đó, uh, có một dịp đi lên uh, trên uh, vùng Con Tum để mà nói chung là cũng là sinh hoạt cho các, các người dân tộc thì sau khi sinh hoạt xong thì là tới cái phần mà ăn tiệc đó thì người ta mang ra một cái một cái chén rượu cần để rồi à, các cha các thầy các sơ rồi các ông các bà thì tất cả đều uống chung vào cái 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 cần rượu đó <laughs> thế thì tự nhiên mình tại vì nói chung thì mình cũng không quen như vậy nên là tự nhiên thì mình cũng thấy nó nó cũng hơi khó khó nói thẳng là cũng hơi khó khó từ chối thì cũng khó mà uống thì nó cũng ngại ngùng nên là con hơi né néo một chút chưa dám uống chưa dám hút cái 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 cần đó thế là cái ông cha sở ông nói là xin các thầy cứ yên tâm rượu cần của chúng con đó là có một cái khả năng là tiêu diệt tất cả mọi virus vi khuẩn nên là không cần phải khăn lau gì cả nó tất cả mọi người hút xong là nó sẽ là, là tự nó là làm sạch <laughs> dĩ nhiên là sau đó thì con cũng có hút một chút nữa. nhưng mà thôi con kể cái câu chuyện đó để đi vào cái bài tin mừng ngày hôm nay à, những người kinh sư và parisio thì người ta cũng rất là sạch sẽ à, thức ăn mua về là phải rửa rồi mới ăn vân vân và vân vân và đức giêsu xem ra là ngày khiển trách nhưng mà thật sự thì đức giê không có khiển trách cái chuyện sạch sẽ nhưng mà cái đức giê muốn khiển trách ở cái điều là cái hình thức bên ngoài thì các ông ok ok hình thức bên ngoài thì rất là ok và điều đức cái sư muốn là nếu như bên ngoài sạch sẽ thì cái điều quan trọng hơn là tâm hồn của chúng ta cũng phải sạch sẽ chứ không phải là cái chuyện sạch sẽ là cái điều đều rất là tốt nhưng mà cái điều quan trọng hơn là cái tâm hồn chính vì thế mà các các cha mà khi mà đi giúp ở vùng dân tộc khởi đầu thì cũng cảm thấy hơi khó khăn nhưng mà sau này để hòa nhập thì thật sự là mình cũng ăn chung uống chung với người ta nhưng mà con thì con cũng nghĩ rằng là từ từ thì xin các cha cũng có thể là mình cũng giáo dục để cho mọi người cũng có thể là sạch sẽ hơn ví dụ như là nhà quê của chúng con ngày xưa chẳng hạn Thế thì là cái cái vấn đề đi cái nhà vệ sinh ấy, thì nó cũng đâu có nhà vệ sinh đâu nhiều khi là cứ đi ra ruộng vậy nó cứ tự nhiên đi ra ruộng nhưng mà sau khi mà chúng con vào nhà dòng rồi thì mình cũng được học hỏi về cái sự sạch sẽ vân vân rồi về nhà thì cũng nói với bố rằng là thôi chắc nhà mình cũng nên làm một cái nhà vệ sinh rồi từ 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 thì mọi người cũng cảm thấy đấy là một cái điều tốt chúng ta cũng đồng ý là chúng ta cũng hòa nhập với với mọi người nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta cứ thấp dậy mãi mình hòa đồng để rồi mình cũng nâng mọi người mỗi ngày mỗi văn minh mỗi tiến bộ hơn rồi chúng ta đi vào tin mừng của ngày chủ nhật khi ấy có những người pha ri siêu và một số kinh sư tụ họp quanh đức giê su họ là những người từ jerusalem đến họ thấy vài môn đệ của đức giê su dùng bữa mà tay còn ô uế nghĩa là chưa rửa tức là nó có một cái sự nhầm lẫn là cái dơ bẩn bên ngoài thì người ta lại hiểu là cái dơ bẩn tâm hồn thường ví dụ như chúng ta đây cũng vậy ví dụ thấy một cái người sang cái tự động mình nghĩ người ta đạo đức mà thấy một cái người mà nghèo khó cái tự ý chúng ta nghĩ chắc là dân ăn trộm ăn cắp không được chúng ta không có cái bên ngoài với cái bên trong chúng ta không 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 có đồng nghĩa là như vậy thế thì những người pha-ri-siêu thì người ta cũng bị cái tính đó tức là thấy những người bẩn thỉu thì họ lại gọi là ăn uống mà tay chân không có rửa thì họ lại nghĩ chắc mấy cái người này là xấu xa tội lỗi nhưng mà chúng ta cần phải phân biệt nhé nhìn một cái người sang chưa chắc là đã tốt và nhìn một cái người nghèo khó thì chưa chắc đã là tội lỗi. thật sự thì chỉ có Chúa mới thấu tỏ tâm can. còn đối với tất cả chúng ta thì thôi, chúng ta nhìn bên ngoài thì cái nhìn bên ngoài như vậy. chúng ta cũng không đoán cái bên trong. nhiều khi thì chúng ta cũng cũng dễ bị cái cái tập xét đoán. chúng ta nhìn rồi chúng ta nói, ở nhìn cái tướng người này thì chắc là thế này thế kia. những người và thấy một số môn đệ của Đức Giêsu ăn uống mà không có rửa tay thì họ nghĩ rằng là như vậy là xấu xa chúng ta có thể nói rằng là à thôi thì rồi, khi mà ăn uống chúng ta cố gắng rửa tay để chúng ta ăn cho nó ngon hơn nó sạch sẽ hơn à thì được chứ mình cũng không phải là thấy mình thấy một cái một cái người nhà quê rồi ăn uống bẩn thỉu cái chúng ta nghĩ cái tâm hồn người ta cũng bẩn thỉu như vậy không phải Họ thấy vài mốt đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế tức là không có rửa tay đấy. À, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người pha ri cũng như mọi người do tái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đá rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát bình lọ và các đồ đồng. Vậy người pha ri và các kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời với họ, Ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi biết rằng. Tức là những người pha-ri-siêu thì nhìn ở dáng vẻ bên ngoài mà xét đoán, còn Chúa Giêsu thì nhìn vào tận trong tâm hồn. Thế thì xét về vấn đề vệ sinh sạch sẽ thì những người pha-ri-siêu thì họ làm như vậy thì cũng rất là rất là chính đáng. À, tức là dân tộc người ta nó cũng văn minh, người ta ăn uống thì phải rửa tay vân vân vân, chén bát thì cũng phải rửa sạch dân dân tộc có thái thì vẫn được coi là một trong những dân tộc thông minh của thế giới thế thì xét về cái hình thức bên ngoài về cái vấn đề vệ sinh sạch sẽ thì những người pharisêu làm như vậy là ok thế những cái điều mà đức giêsu mà không có hài lòng đó là họ nhìn cái bên ngoài mà họ lại đoán cái bên trong tức là nhìn thấy các môn đệ của đức giêsu không có rửa tay như là như họ thì họ nghĩ là tâm hồn của mấy cái ông này là xấu xa còn Đức giê nhìn thấu tỏ tâm can thì chúa giê -xu thấy là À, các ông giữ cái truyền thống, cái nếp tốt lành của cha ông Các ông rất là ăn uống rửa sạch, chén bát rửa sạch Nhưng mà lòng của các ông thì lại là xấu xa Hay xét đoán, một trong những cái tội của những cái người này đó Là hay soi mói xét đoán, hay cái soi mói xét đoán Thật sự thì đây cũng là một cái tội mà chúng ta cũng dễ phạm lắm Cho nhà dòng của chúng con cũng vậy Sáng hôm nay thì có một cái chị này, chị ở Vĩnh Long nha chị ở vĩnh long nhưng mà chị cũng vẫn hay đọc kinh với con Đấy, đời hôm nay là dịp nghỉ lễ nên là đứa con của chị nó cũng được nghỉ cái nó nói mẹ ơi con 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 thuê xe để cho mẹ lên thăm cha hùng nhé rồi nhân tiện thì tại vì chị cũng nói chung là chị cũng nghỉ hưu rồi nên là chị cũng gom ở xóm giềng là quần áo rồi chị về chị giặt sạch hết chị đóng gói lại rất là đẹp rồi chị cũng lên thăm con rồi chị cũng gửi một ít quần áo như vậy để con gửi cho những người nghèo thì con thấy là cái tấm lòng này nó, nó rất là tuyệt vời thì con cũng nói à thôi thì chị cứ lên thì cha nhà thế thì con cũng buổi sáng nay thì con cũng ở nhà để mà đón chị đến thì chị với lại hai đứa con của chị đến thì sau khi đến mà gửi quần áo này kia để cho con gửi cho người nghèo đó thì con cũng dẫn chị đi vô trong tu viện này vô trong nhà nguyện đọc Kinh, này kia à, đi thế thì uh, thôi thì cũng vui vẻ ha. chụp hình này, này kia nói chuyện thì con cũng nói với chị là uh, thôi thì chị uh, bây giờ chị nghỉ hưu rồi chị cũng có thời gian thì uh, trong giáo xứ mà nếu mà người ta có quần áo mà tương đối tốt uh, thì chị cứ gom từ từ rồi uh, cha sẽ con sẽ uh, cha sẽ chuyển đi cho những cái nơi nghèo đặc biệt ở bên campuchia thì thôi chị cộng tác cái việc này cũng rất là tốt thế đến buổi trưa ăn cơm á thế có một ông cha cố ông nói hôm nay có một cha kia đi với ba bà <laughs> tức là chị với hai đứa con gái ba bà bộ ủa cha nào vậy bộ không biết cha nào đấy mà đi với ba bà mà có vẻ là vui vẻ lắm Thế thì con cũng muốn chia sẻ một chút với quý ông bà và anh chị em trong nhà dòng của chúng con thì cũng vậy. Ví dụ như là mình làm cái này, mình làm cái kia thì cách nhất là các cha cố đó thì các ngài cũng hay lơ thơ lẩn thận ở ngoài ấy mà. Thì lại thấy không? xong các ngài cứ, cứ nhìn nhìn xem mình làm cái gì. <laughs> thôi thì nói chung nó cũng chẳng phải tội lỗi gì nó không nhưng mà um, cái người việt nam của chúng ta thì đôi khi nó cũng hơi kỳ kỳ còn với cá nhân con thì nha cái chuyện đó thì người khác nhưng mà với cá nhân con thì thường là con cũng ít có để ý um, những cái gì đó của người này khác nhất là những cái riêng tư của người này người khác ví dụ như là cha phó cha có khách của cha phó thì mình cũng rất là tôn trọng chứ mình cũng không phải là ông cha phó ông tiếp khách cái mình lượn tới lượn lui mình dòm ngó này kia vô duyên con không có cái đó, à. thế thì những người kinh sư và pharisêu là người ta cũng bị cái tội là cái hay để ý những cái bề ngoài, người ta xem người ta có ăn rửa um, tay trước khi ăn không ấy, thế thì chúa giêsu nói rằng à, các ông cứ để ý những cái bên ngoài mà tâm địa của các ông không có lòng thương xót thật sự là cái người mà cứ để ý soi mói thì thật ra thì họ cũng có thể là người ta cũng không không có không có không có lòng thương xót mấy Đấy rồi à, trưa nay ăn cơm cũng có một ông cha cố nữa cái ông nói sao hôm qua đi à, dân lễ bên nhà mấy bà sơ dân lễ khánh bình mấy bà sơ nữa, thấy có hai bà mập lắm to mập lắm Xong đầu cái con cũng nói vui gì, con cũng nói vui con bảo con đi dừng lễ con chẳng để ý mập béo gì cả mình chỉ cứ đi lễ thôi <laughs> như là con nói chơi vậy đó Thế ông bà nói ờ à, ông cha nói ông bảo là à, đúng rồi không có để ý nhiều nhưng mà cũng có để ý một ít mà, tức là ý còn trêu ông ấy bảo là thôi đi lễ thì lễ còn để ý bà mập bà béo. À, nhưng mà nói vậy chứ nó thật sự là là chúng ta cũng hay để ý cái chuyện đó à, thì những người kinh sư và pharisee thì nói chung là cứ theo cái tập tục vậy đó, mà quan trọng về những cái tập tục nhưng mà lại không để ý đến lòng nhân Đấy. thành tín hay là công lý lòng nhân và thành tín hay là không để ý đến cái, cái cái bên trong đức giêsu thấu to cái bên trong các ông chỉ là hình thức bên ngoài hình thức bên ngoài thì ok nhưng mà bên trong thì là những cái điều rất là buồn kinh thánh cựu ước có một cái câu mà con cũng cũng rất là rất là ấn tượng tức là các người cứ phạm tội xong lại tổ chức lễ lạc linh đình thì con thấy là giáo hội Việt Nam của chúng ta cũng vậy chuẩn bị 50 năm, 60 năm, 70 năm tổ chức rất là hoành tráng nhưng mà chưa chắc là đã sám hối tâm can chưa chắc là đã sám hối tâm can có những giáo sư này chuẩn bị đại lễ Bắt đầu làm cái này làm cái kia rồi thiếu tiền thì thiếu tiền nên là lại yêu cầu tiền bạc cái cuối cùng là cứ nặng nề về cái chuyện tiền bạc chứ bảo ta đâu có cần những cái chuyện đó đâu nhà thờ, nhà thánh cái quan trọng là cái tâm hồn của chúng ta là trước tiên còn cái bên ngoài thì thôi thì tùy khả năng nữa nhẹ nhàng thôi là cũng được chúng ta thấy là giống như cô Mát ta vậy đó truy dù đến nhà cô cũng lo ăn cho chúa thì cũng là điều tốt nhưng mà chúa cũng bảo tôi chẳng cần những cái chuyện đó cái điều quan trọng là ngồi đây với thầy lắng nghe những lời thầy nói đó. thì chúng ta cũng lưu ý như vậy chúa không cần cái nhà thờ quá to quá đẹp chúa không cần một cái thánh lễ quá linh đình chúa không cần mấy cái gì quan viên này gì Chúa cần một tấm lòng tốt lành với Chúa và tốt lành với anh chị em nhất là những người nghèo khổ. Nói thật sự chứ, con thấy rằng là có những giáo sứ ấy, mà tổ chức cái đêm giáng cái trang trí giáng sinh ấy, nhiều khi cả năm bảy trăm triệu thì con nghĩ rằng là thôi thì mỗi người mỗi quan điểm con không có dám nhận xét hay là xét đoán nhưng mà với cá nhân con thì trong giáo sứ chỉ là rất là đơn giản đơn sơ ngày xưa chú sinh ra cũng đơn sơ và mình cũng không dành quá nhiều tiền để làm cái việc đó còn tiền nếu mà có có quỹ thì chúng ta làm bác ái nó hay hơn là trang hoàng hay là những cái gì đó nó, thật sự nó cũng chóng qua thôi mà nó yếu tố nó là phô trương thôi chú nhìn vào thì chú cũng nói thẳng ơ trang trí nhà cửa trang trí nhà thờ thì lộng lẫy lắm còn tâm hồn thì đầy những cái chuyện xấu xa có thể là chúa nói thẳng ta đâu có cần cái chuyện đó đối với chúa chúa đâu có cần mình có trang hoàng cỡ nào thì cũng chẳng xứng đáng cho chúa cả đấy, chúa cần chúng ta một cái tấm lòng mà chúng ta cái tấm lòng nó phải là chân thật chân thật trước mặt chúa và yêu thương anh chị em mình thế thì những người pha này cứ để ý những cái chuyện tay chân rửa chén rửa bát thì chúa mới nói à, cái chuyện các ông để ý cái bề ngoài thì ok đấy nhưng mà con có biết lòng của con như thế nào thì Chúa nói thẳng luôn, dân này tôn kính ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phạm nhân. Nếu như mà chúng ta chỉ là hình thức, thì vô ích. Nếu chúng ta đi theo Chúa mà phải phô trương hình thức, chỉ là vô ích. Giáng sinh mà tổ chức hoành tráng mà tâm hồn không sám hối, vô ích. Yeah. Rồi 50 năm, 60 năm, 70 năm kỷ niệm hôn phối, đám cưới, đám Mà tổ chức hoành tráng mà tâm hồn không xám hối cũng vô ích, vô ích. Nên là chúng ta căn cốt thôi, căn cốt thôi. Miễn sao để diễn tả được tình yêu chân thành với Chúa, với anh chị em. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người Phạm. Giới răn của Thiên Chúa là yêu mến Chúa hết lòng và yêu anh chị em. Đấy. Cái đó là cái quan trọng Giới răn của Chúa là yêu mến Thiên Chúa hết lòng Và yêu anh chị em Nhưng mà thực tế thì chúng ta cứ để ý ba cái chuyện lẻ tẻ Trong đời tu của anh em chúng con cũng vậy cốt lõi là yêu mến chúa mà yêu anh chị em nhưng mà rồi cuối cùng thì lại cũng cứ phải để ý cái chuyện đi đứng ăn mặc hay là tiếp khách hay là giờ đi ra đi vào vân và vân vân dĩ nhiên là cái chuyện đi đứng rồi ăn uống tiếp khách này kia thì nó cũng ít nhiều nó cũng có một chút cái tác động nhưng mà thật sự cái cốt cách nó vẫn là lòng yêu mến nhé và lòng yêu mến với Chúa với anh chị em nó cũng có thể được diễn tả nơi mỗi người nó có khác nhưng mà cái chính nó vẫn là cái sự chân thành thì bài tin mừng này Đức Giêsu nói thẳng các ông để ý quá nhiều cái bên ngoài cái bên ngoài thì rất đẹp nhưng mà cái bên trong thì toàn là những sự giả dối thế thì nếu như trong lòng mà không sám hối thì tất cả mọi việc đều vô ích nếu trong lòng mà không sám hối thì tất cả mọi việc đều vô ích. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của tiền nhân. Thật sự thì khi mà con đi giúp tĩnh tâm cho mấy thầy mà chuẩn bị cho chức linh mục đó, thì con cũng chia sẻ cái kinh nghiệm ở ngoài giáo xứ. Có hai cái điều mà nó cũng nó cũng cũng khá là nặng khi mà mình đi ra ngoài giáo xứ nó, mà mình đụng vào đó. Thứ nhất là lợi lộc, đụng vào những cái lợi lộc thì nói chung là người ta sẽ phản ứng lắm đụng vào những cái lợi lộc. Ví dụ giả sử nhé, ừ, ừ, còn ví dụ thôi nha. Ví dụ nhà là đất thánh, thì là ngày xưa khách cho cố ngày xưa mà đất thì nó có rộng rãi rộng rãi vậy đó. Thấy thì cũng chia cho nhà này nhà kia ở à, vậy đó. Nhưng mà khi mình về thì mình muốn là thôi bây giờ trả lại đất cho đất thánh là đất chung thì các gia đình đi ra ngoài thuê. À, người ta không chấp nhận. Người ta bảo không. Bây giờ chúng con không có đi đâu cả. Bây giờ nếu mà cha muốn chúng con đi thì cha phải mua nhà mua cửa cho chúng con để chúng con biết đi đụng đến cái lợi mà mặc dù là rõ ràng đó là không đúng đấy. À, thứ nhất là đụng đến cái lợi lòng và cái điều thứ hai là đụng đến cái truyền thống, những cái truyền thống cái nếp. Vì thế mà ông bà nhà ta cũng nói cái câu là phép vua thua lệ là. Đấy. Thế thì mình đi theo Chúa lý ra là mình phải theo đường lối của Thiên Chúa nhưng mà tự nhiên mình cũng đẻ ra những cái nề cái nếp cái này cái kia ví dụ còn ví dụ như là lòng thương xót đi khởi đầu mới thành lập lòng thương xót à thời theo chúa thì là mỗi tháng mỗi người góp một chút một chút là để chúng ta thực thi lòng thương xót thế rồi mà một thời gian một thời gian đây cuối cùng là cái quỹ này chỉ để để giúp cho các thành viên trong nhóm khi đau ốm bệnh tật hay là lễ tết này kia thì có quà ở trong nhóm xong lại từ từ lại đẻ ra cái là tùy theo mỗi người đóng nhiều đóng ít ai đóng nhiều thì cuối cùng khi mất thì sẽ được nhiều vân 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 đấy là những cái điều chúng ta đẻ ra rồi chúng ta chúng ta cứ tuân giữ theo những cái luật đó được cái lòng thương xót này điều mất tiêu nó không còn trong cuộc sống của chúng ta là cũng phải nên là lâu lâu chúng ta cũng phải quay trở lại khởi khởi đầu đó là tình yêu thì càng ngày nó phải càng là tình yêu à, sáng hôm nay thì con cũng chia sẻ một cái câu danh ngôn đó. người ta bảo rằng là à, tiền bạc là rất quan trọng ai thì cũng thích tiền nhưng mà bảo không thích tiền thì 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 chắc là cái chuyện là nói dối ai thì cũng thích tiền nhưng mà lâu lâu thì cũng phải suy nghĩ xem mình đã đánh mất cái gì đó mà tiền bạc không mua được à, ví dụ như mình đánh mất tình nghĩa mình đánh mất niềm tin mình đánh mất tình yêu nơi thiên chúa à, cái đó nó quan trọng hơn tiền bạc à, thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy đấy cốt cám đó là giới luật của thiên chúa mà giới luật của thiên chúa là yêu thương thế nhưng mà rồi trong các hội đoàn trong các giáo xứ cũng đẻ ra những cái quy định quy chế rồi cuối cùng chúng ta cứ ôm quy định quy chế ví dụ như là ở xuân lộc chẳng hạn khi con về xuân lộc thì nó cũng có là để nhập vào giáo xứ thì anh phải có nhà trong cái giáo xứ đó còn nếu mà anh chỉ là ở nhà trọ thì anh anh không được nhập anh được coi như là di dân nhưng mà di dân thì thật sự thì cái chính sách về di dân nó cũng chưa có được quan tâm Thế thì cũng có người nói với con là mà cuối cùng giáo hội là giáo hội của những người có nhà có cửa. Còn chúng con là nhà quê, chúng con cũng đã bán nhà bán cửa rồi. Chúng con vào đây, chúng con đi làm, chúng con kiếm sống, chúng con thuê nhà thuê cửa. Rồi cuối cùng chúng con cũng chẳng được vào cái giáo xứ nào. Mà giáo xứ nhà quê thì chúng con cũng đã bán nhà rồi. Thế, chúng ta, thế thì mấy ông chủ bảo, nhưng mà bây giờ cái quy định, cái quy định nó là như thế. Cuối cùng là chúng ta cứ tuân giữ những cái quy định mà chúng ta đặt ra mà giới luật của thiên chúa là yêu thương thì chẳng quan tâm. Thế thì chúa giêsu nói đấy, các ông tôn trọng các ông giữ các quy định quy chế của các ông, mà các ông không để ý đến thiên chúa. Thiên chúa là tình yêu, tình yêu là luật, tình yêu là luật, không có cái quy định quy chế nào mà hạn chế được tình yêu của chúa, tình yêu của thiên chúa phải lớn hơn tất cả những cái quy định quy quy chế. Các ông bỏ điều răng của thiên chúa mà duy trì những cái nẻ cái nếp như là con đã nói đụng đến lợi lộc đụng đến cái nề cái nếp cái quy chế quy định thì cũng cũng rất là có thì bây giờ chúng ta cần phải trở lại cái bắt đầu đó là tình yêu giới luật của thiên chúa là tình yêu giới luật của thiên chúa là tình yêu không có một cái quy định quy chế một cái bỏng lọc một cái cái gì đó để mà bảo vệ cá nhân mà mà gọi là người ta gọi là lợi ích cá nhân sau đó Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế nhưng chính cái từ con người xuất ra cái đó mới làm cho người ta ô uế tức là Đức Giêsu nói thẳng với những người Pharisee những người mà cứ, cứ xét đoán theo dáng vẻ bên ngoài thì Chúa nói là tất cả những cái dáng vẻ bên ngoài những cái điều đó nó không phải làm cho người ta ô uế mà cái tội nó nằm ở trong tâm trong tim người ta nên là thấy người ta bẩn thỉu thì cũng đừng coi người ta là kẻ tội lỗi phải không thấy người ta thấp hèn thì cũng đừng coi người ta là kẻ tội lỗi thấy người ta sang chảnh thì cũng đừng nghĩ là người ta sang lắm đừng nhưng mà thật sự giáo hội chúng ta cũng bị này. ví dụ như là à, có nhiều người nói thật người ta bỏ tiền ra để mà người ta mua danh đạo đức chứ không phải không ví dụ giả sử như là à, giáo giáo sứ xây nhà thờ chẳng hạn rồi người ta bỏ ra mấy chục triệu hay là trăm triệu gì đó ta bỏ vô, thế là cái tự động mình coi người ta là cái bà đạo đức. Trời đất ơi, những cái bên ngoài, đạo đức hay không là trong tâm trong tim, chứ không phải là những cái những cái hình thức bên ngoài. Dĩ nhiên thì cũng có thể nói rằng bà có lòng thì bà mới đóng góp, nhưng mà cái chuyện đó thì Chúa mới biết. Nhưng mà thường thì nó thật sự, cuối cùng giáo hội cũng là giáo hội của người giàu, Đấy, người giàu người ta làm rồi người ta góp vô cái tự động nghề được cái tôn vinh Chúa Yêu Sư nói là tất cả những cái bên ngoài không phải là cái không phải là cái đạo đức mà cái đạo đức là cái ở bên trong à, những cái bên ngoài không phải là cái đạo đức mà cái đạo đức ở bên trong mà cái mà để cho mình biết đạo đức hay không thì thứ nhất là mình phải khiêm tốn trước mặt Chúa rồi chúng ta cũng phải nài xin Chúa chứ đắm lạy Chúa xin cho con biết tội của con lạy Chúa xin cho con biết tội của con chứ còn 99% là chúng ta không biết tội mình nên là chúng ta làm nhiều cái điều sai chúng ta nhiều cái xấu xa mà chúng ta đâu có biết à, thế thì chúa nói là tất cả những cái bên ngoài không phải là những cái làm cho người ta xấu xa mà cái xấu xa nó là từ bên trong lòng của chúng ta à, thì cũng tương tự như vậy tất cả những cái bên ngoài không phải là cái đạo đức mà cái đạo đức phải là từ bên trong chúng ta chỉ có chúa mới thấu tỏ tâm can vì thế chúng ta cũng cần phải nài xin chúa cho chúng ta biết rõ con người của mình và cũng giúp cho chúng ta biết bỏ cái xấu và tập cái tốt. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ bán, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho người ta ra ổ ế. Thế thì nội dung tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu nói rất là mạnh về cái việc mà cứ nhìn cái bên ngoài để rồi xét đoán rằng là tốt xấu, Chúa Giêsu thì nói rõ là cái bên trong tốt xấu nó ở bên trong, cái lòng của chúng ta tốt thì đấy mới là đẹp lòng Chúa. Nếu mà cái lòng của chúng ta xấu xa thì làm cái gì cũng cũng vô ích, làm cái gì cũng vô ích, xây nhà thờ rồi trang trí tổ chức có hoành tráng, mà lòng của chúng ta xấu xa thì cũng vô ích. À, vì thế là cái bên ngoài nó không quan trọng bằng cái là bên trong à, thì qua bài tin mừng của ngày chủ nhật này thì chúng ta cũng phải nài xin Chúa cho chúng ta biết uh, Chúa thấu tỏ tâm can của chúng ta thì xin Chúa cũng ban cho chúng ta biết rõ cái con người của chúng ta để rồi chúng ta xin Chúa cũng giúp sức để cho tâm hồn của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt hơn có tốt hơn thì làm cái gì cũng tốt còn nếu mà tâm hồn của chúng ta không tốt và đặc biệt là Chúa nói đấy Nếu mà tâm hồn của chúng ta là tham lam ngoại tình Rồi độc ác gian tà Vân 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 Thì với một cái tâm hồn như vậy Thì làm cái gì Làm cái gì có xe thân xe xác Có dân cúng cả trăm tỷ Thì cũng vô ích thôi cũng chẳng được gì cả Thế thì xin Chúa bàn thành thần Cho chúng ta biết nhận ra con người của mình À, rồi chúng ta cũng khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa Khiêm tốn trước mặt là anh chị em Cái quan trọng là tâm hồn của chúng ta Nó là phải chân thành Phải tốt lành trước mặt Chúa Trước mặt anh chị em Rồi còn những cái thứ khác thì nó cũng chỉ là cái diễn tả Một cách nào đó diễn tả Cái sự đạo đức Cái tâm hồn tốt lành trong lòng của chúng ta thôi à, Kính thưa cộng đoàn Thì uh, trưa hôm nay thì con cũng đã chuyển uh, Có lẽ là cũng khoảng 500 phần uh, Quả trung thu Và uh, uh, rồi con cũng còn một số chuyến nữa thôi thì nhân cái dịp này tháng 9 cũng là tháng uh, trung thu đó thì cũng là cái cơ hội để chúng ta có một chút một cái bánh để chia sẻ cho các uh, em thiếu nhi nghèo con cũng đã uh, báo cho các sơ bên campuchia tất cả các uh, giáo sứ ở bên đó thì không ít thì nhiều à không nhiều thì ít thì mỗi nơi cũng có một chút một chút để chia sẻ niềm vui nói như mẹ Teresa căn quý ta đó cho đi một nụ cười thì chúng ta đón nhận được hai niềm vui khi chúng ta chia sẻ cho các em thì các em nó nó vui và dĩ nhiên là Chúa cũng mang niềm vui cho lòng chúng ta thay mặt cho tất cả các em thiếu nhi nghèo chúng con cũng hết lòng cảm ơn và cầu nguyện cho quý vị ân nhân mỗi ngày